Ok, là tôi xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê cá từ Tổ quốc. Hôm nay tụi mình một clip gồm một lô cần câu những người. Thì đa phần lô cần câu này là lô cần câu kiểu Nhật về. Có những cây mới chưa qua sử dụng luôn. À, đây là những cây cần hệ chi nha mọi người. À, cần hệ chi. Chi cho nên là câu trên ghe, trên bè, trên thuyền. Đó. Bên đây sẽ là cây UL nè, cần ML và một cây cần rút của Tây Qua. Rồi, để sắp vô lên cụ thể từng cây cho người xem. Sắp bán hàng cho mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hàng lỗi cũng clip sắp lên á thì anh em cứ gửi về shop nhé. Rồi, cảm ơn mọi người. Ok, để gửi cho người xem tham khảo cây số 1. Thì cây số 1 gửi cho người xem tham khảo là một cây cần một khúc nha. Đó, một cây cần he chi một khúc. Và cây này nó còn túi nữa nè, còn túi và còn cái bao ngoài của nó luôn. Thì đây là một cây cần he chi một khúc, hàng chưa qua sử dụng nha, còn rất là mới. Thì cây này một khúc dài 1m3 nha mọi người. Một khúc dài 1m3. Bát của nó sẽ là bát Fuji nhé, bát Fuji. Đây, dài 1m3, tên của nó đấy mọi người. Cần rất là mới. Đó, một cây cần chưa bao sử dụng. Nó còn cái tem theo luôn nè mọi người. Đó. Phen của cần sẽ là phen Fuji nha mọi người, phen Fuji loại xám. Đó. Mấy cây một khúc này đánh cực kỳ cảm giác nha mọi người. Đây, phen rất là đẹp nhé. Vì cần chưa bao sử dụng thì mấy cái phen còn rất là bóng và sáng. Đây, bu của nó đây. Đó. Rất là nhỏ và cần cực kỳ đanh nha mọi người, cực kỳ đanh. Đó. Báo tín hiệu cá cực kỳ phê nhé. Với cây một khúc và 1m3 này thì chuyên cho anh em nào trên câu trên bè nhé, câu trên bè, câu trên thuyền, câu trên cano. Thì cây này nặng là 134 g, đọt của nó chỉ là 0.8 thôi nha mọi người, đọt 0.8, độ cứng ra tầm khoảng 10-15, nó sẽ cứng đều vô trong nha mọi người. Rồi, giá công khai cây số 1, giá của nó sẽ là 750k ngay, 750k cộng ship, một cây cần rất là đẹp, đến từ thị trường Nhật. Đó. Tiếp theo cây số 2, cây số 2 và cây số 3 mình về được một cặp nha người, đây, một cặp, cần cũng mới 100% luôn, chúng ta sử dụng, đây, đây, tên của nó đó mọi người, nó ít to tu gì nè, hàng của Nhật về, đó, mới 100%. Để mình đọc thông số cây số 2 người xem. Đó. Nó còn hộp nè, còn hộp và còn túi luôn. Đó. Và cây cần này rất đặc biệt mọi người, đặc biệt để mình soi chỗ đặc biệt mọi người xem. Đây mọi người. Đây. Thế mọi người thấy cái bu của nó không? Đó. Rất là xịn nha mọi người, rất là đặc biệt luôn. Đó. Dây anh em sẽ xỏ từ trong đây xỏ ra nhé. Đó. Thì anh em kéo cá nó sẽ ôm nguyên cái đọt cho anh em luôn. À, rất cực kỳ cảm giác nha. Thì đây một cây cần dài 1m5 nha người, dài 1m5. Cần vẫn là cần phôi, là phôi carbon nhé, phôi carbon. Cần là chưa qua sử dụng nha mọi người. Rất là mới nè, chưa qua sử dụng. Đây. Bát của nó sẽ là bát Fuji, Japan. Phen là phen Fuji loại xám nè. Đó. Tên đây. Đọt sẽ là đọt tháp người, đọt tháp. Đó, rất là đẹp. Thì mình đã soi rồi, đây cái đọt đây rất đặc biệt nhé, rất đặc biệt cái đọt phen này rất là đẹp. Cây số 2 và cây số 3 sẽ là một cặp nha mọi người, cùng thông số luôn, cùng thông số ngoại hình. Đó. Cái này lấy tại cửa hàng. Thì cái này dài 1m5, nặng 133 g. Đọt của nó sẽ là 0.4 và độ cứng của nó sẽ là 10-15 nha mọi người. Độ cứng 10-15 cũng rất là đanh nhé. Cái này chuyên về cho anh em câu trên ghe, trên bè, câu cá hanh, cá cháp. Anh em miền Tây thì có thể câu cá cóc nè, cá trắng, cá mèo huynh. Rất là êm. Đây, càng rất là đẹp. Ngoại hình đây. Soi cực kỳ xuất sắc nha. Rồi, giá công khai cây số 2, giá sẽ là 900 nhé. 900k cộng ship cây số 2 và cây số 3 quảng quậy nha mọi người, 900k cộng ship. Chiếc này về được một cặp, hàng rất là mới nha. Là cây số 4 nha mọi người. Đó, cây số 4. Thì cây số 4 vẫn là một cây cần chưa qua sử dụng, còn rất là mới luôn, chưa xuống nước luôn. Đó. Còn tem nè, đó, còn hộp nha mọi người. Đó. Mã vạch có đầy đủ. Một cây cần nội địa. Thì cây cần số 4 sẽ là một cây cần hàng nội địa Nhật. Đây, tên của nó đây. Đó. Và cây này vẫn là cây cần phôi carbon nha người, phôi carbon,
hàng Trung Quốc sử dụng. Fan của tao vẫn là fan Fuji lõi xám, bát cũng là bát Fuji xếp bên. Đó. Cây cần này sẽ dài là 1m8 thôi, dài 1m8, nặng là 133g. Cần rất là đẹp nhé, dài 1m8, nặng 133g, đọt là đọt tháp nhé, đọt tháp. Cần hai chi là toàn bộ là đọt tháp hết nha mọi người. Đó. Đọt cây này là 0.8 và đọt cứng cây này thì cứng từ 8 đến 10 thôi nha mọi người. Đọt cứng cứng từ 8 đến 10 thôi. Rất là mềm. Đó. Anh em nào câu cảm giác, câu cá hanh, cá cháp, cá dìa, cá giò. Đó. Miền Tây thì có thể câu cá trắng, cá mè dinh, cá chép, cá cóc, thả ga nhé. Câu trên bè nha mọi người. Đó. Câu trên bè trên tiền. Cần rất là đẹp. Đây, đọt đây mọi người. Rất là đanh nhé. Mấy cái này phát tín hiệu báo cá thì khỏi còn gì bằng nữa. Rất là đã nha mọi người, kéo rất là phê. Rồi, giá cũng khi cây số 4, giá cũng là 900 người, 900k cộng ship cây số 4. Tiếp theo lên cho mọi người là một cây số 5. Thì cây số 5 gửi cho mọi người vẫn là một cây cần hàng chúng ta sử dụng. Một cây cần hàng của hãng Olympic nha mọi người, một cây Olympic. Đây. Cây Olympic. Đó. Hàng nội địa nhé. Cần Olympic nội địa Nhật. Fan cần sẽ là fan Fuji. Bát cần sẽ là bát Fuji F6. Thì cây này dài 2m1 mọi người, dài 2m1 và hai độ cứng nhé. Dài 2m1 hai độ cứng. Đọt 1 ly độ cứng sẽ là 50. Đọt 1 ly 6 độ cứng sẽ là 10-15. Đó. Foil đây. Foil của cần sẽ là foil carbon mọi người. Foil carbon. Cản là cản máy chèo, cần còn túi lắm, túi zin theo cần. Rất là đẹp cây cần. Đa phần mấy cây hàng qua sử dụng thì còn rất là mới nhé. Keo chỉ ok hết nha mọi người. Fan đề ba dạ quang, bu ok nguyên zin. Thì cây này đọt vẫn là đọt tháp nha mọi người, đọt vẫn là đọt tháp. Bộ sẵn nha, 2m1. Hai chi chiên cho anh em vẫn câu trên ghe trên bè trên thuyền nha mọi người. Ok nhé. Đây. Sẵn đẹp. Rồi giá công khai cây số 5 giá là 900 nhé. Cây này anh em câu hanh, câu cháp, câu tôm, câu cá trắng thả ra rất là ngon. Rồi giá công khai số 5 giá 900. Tiếp theo cây số 6. Cây số 6 gửi cho mọi người một cây cần của hãng Shimano, nó một cây rất là xịn sò, một cây cần nội địa. Cán là cán máy chèo nè, foil là foil carbon, sơn là sơn ánh kim nè mọi người, sơn ánh kim nhé. Bát của nó sẽ là bát Fuji, fan là fan Fuji loại xám. Đây mọi người, nước sơn ở đây, một cây cần rất là xịn nhé. Cây này ở Nhật họ bán rất là đắt nha mọi người. Bát liền cần luôn, rất là xịn. Cây này dài 1m8 người, dài 1m8, nặng sẽ là 135g, đọt của nó sẽ là đọt tháp và đọt 0.9 nhé, đọt 0.9. Bu của nó sẽ là bu xít người, cần này bu xít, rất là đẹp nhé. Đây sơn ánh kim nha người. Cây này ra nắng anh em câu còn gì bằng nữa, chiếu rất là đẹp. Cây anh em câu không sợ đụng hàng với anh em nào luôn, rất là đẹp cây cần. Thì cây này nó cứng ra tầm khoảng 10-15 nha mọi người, cứng ra tầm khoảng 10-15. Đây đọt cũng cá là đạch, bảo tín hiệu cá rất là tốt nha mọi người. Rồi giá công khai cây số 6 giá sẽ là 1.3 người, 1.300k cộng ship cây số 6, cây cần rất là xịn. Cây số 7, cây số 7 gửi cho mọi người vẫn là một cây cần của hãng Shimano nha mọi người. Đây một cây Shimano, cây Shimano này một cây Shimano foil sáng ít nhé, foil sáng ít. Bát cần vẫn là bát Fuji nha mọi người, bát cần vẫn là bát Fuji Japan nhé. Cây này nội địa nha mọi người, sáng ít Fuji. Đây keo nó thì keo chỉ thì nó có xây xác nè, cần này thì đã qua sử dụng rồi.
đây. Đó. Thì cái này dài 2m1 mọi người, dài 2m1. Đọt của nó sẽ là 2 ly 2, và đọt cây này sẽ là đọt thấp. Đó. Và độ cứng của cây này ra tầm khoảng 15 nha mọi người. Độ cứng cái này ra tầm khoảng 15. Đó. Kêu chị cái này nó bị ba màu tí nè. Đó. Càng sao thì cố gắng soi kỹ cho anh em quay. Đó. Nhưng mà được cái là cái phôi cây này cực kỳ xịn nhá, xịn và đẹp. Đó. Sáng nhất nha mọi người. Đây. Gặp ok nhá. Đấy, ngon lành. Đó. Cái này vẫn chuyên về cho anh em là cuộc trên ghe, trên bè, trên thuyền nhé. À, một cái Shimano. Thì cái này độ cứng thì 15. Đó, độ cũng rất là đanh. Đó. Đây. Ngon lành nha mọi người. Ừ. Rồi, giá công khai cây số 7 giá là 1.1 triệu nha mọi người, 1.100.000 cộng ship. À, cây số 7. Tiếp theo qua đây sẽ là cây số 8. Cây số 8 gửi cho mọi người một cây cần sơn giả trúc. À. Thì cây sơn giả trúc này một cây cần của hãng Suzumi. À. Cái này hàng của Korea nha mọi người, Korea xuất nhập. Suzumi. À. Cây này chất liệu cũng là chất liệu carbon, sơn là sơn giả trúc. Phen của nó sẽ là phen Fuji nha mọi người. À, phen là phen Fuji. À. Đây, cản đây. À, bát của nó sẽ là bát Fuji Japan. Đó. Cần tổng thể ngoại hình thì con nhìn cũng rất là ok. Đó. Thì cái này dài 2m1, nặng 164g. Đọt của nó sẽ là đọt thấp, và đọt sẽ này là đọt 1 ly 5 nha mọi người. À, đọt 1 ly 5. Và độ cứng của cái này ra tầm khoảng 15 nha mọi người. Độ cứng ra tầm khoảng 15. Ngoại hình tương đối ok. Đó. Mấy cái hai chia đọt tháp này thì tương đối nảy mọi người. Đó, đây. Đó. Chứ không phải đọt như cứng đơ đâu mọi người. Rất là nảy nha. Rồi, giá công khai cái số 8, giá là 700k người, 700k cộng ship cây số 8. Tiếp theo cây số 9. Cây số 9 gửi cho người quẳng một cây cần sơn giả trúc nè. Đó. Cây này hàng của Korea nha mọi người. Đó, một cây sơn giả trúc hàng Korea. Đó. Đây. Cũng còn nhìn ngoại hình thì nó có xây xác nha mọi người. Đó. Nhưng mà còn tương đối sáng. Bát tầm bát Fuji FS6. Đó. Super carbon gromet nè mọi người. Đó. Cây này dài 2m1, độ cứng sẽ là độ cứng mần thôi nha mọi người, độ cứng mần. Phen của cần sẽ là phen Fuji. Bát cần sẽ là bát Fuji. Cần ngoại hình có xây xác. Độ cứng mần này cho anh em câu cảm giác nha. Rất ok nha mọi người. Câu tôm, câu cá trắng, câu lăn. Đó. Cần rất là ngon. Đó. Thì cái này nặng là 166g, đọt 1 ly. Rồi, giá công khai cây số 9, giá là 650k người. À, 650k cộng ship cây số 9. Tiếp theo cây số 10. Cây số 10 gửi trong người là một cây cần lua nha mọi người. Đó. Cây này là một cây cần lua của hãng Majorap nhé. Đây, một cây cần lua Majorap, một thương hiệu khá nổi tiếng nha. Thì cây này hàng của China xuất cho thị trường Nhật người. À, một cây Majorap China xuất cho thị trường Nhật. À, phôi của cần sẽ là phôi carbon nè. À, sẵn 50 mọi người thấy không, rất là đẹp nha. À, bát cần sẽ là bát Fuji nhé, bát cần sẽ là bát Fuji, phen cần sẽ là phen Fuji luôn. Đây, cần thì ngoại hình rất là ok người, tương đối sáng. À, cây này thì dài sẽ là 1m89, nặng sẽ là 68g nhé, nặng sẽ là 68g, rất là nhẹ. Cái này độ cứng sẽ là độ cứng UL, chia cho anh em là lua cá suối nè. Đó. Câu cảm giác anh em câu cá hanh, cá cháp, lấy cái này câu cũng rất ok nhé. Đây, coi carbon sẵn nha, rất ok. Câu hanh, câu cháp, câu cá lóc dịch vụ nè. Đó. Anh em câu hoàng đế nè, rất là ok luôn. Đó. Tên của nó đây mọi người, Chapala. Đó. Cái này thì nó lua từ 1 đến 4g thôi nha mọi người, lai từ 2 đến 4 lb. Cần
cắt lừ luôn nha. Anh em câu cá bóng đục thì lấy cái này câu cũng rất ok nhé, bao cảm giác luôn, góc cà phê. Một cây Majorap cứng UL. Rồi, giá công khai cây số mừng, giá là 950k rồi, 950k cộng ship cây số mừng, một cây cần cứng UL, cần luôn. Tiếp theo cây mùa 1. Cây mùa 1 gửi trong người vẫn một cây cần luôn. Thì cây cần luôn này của hãng Alpha Taco, một cây Alpha Taco cần luôn. Đây, phen phôi sẵn nha mọi người. Đó. Bát của cần sẽ là bát Fuji, phen cần sẽ là phen Fuji. Phôi là phôi sẵn carbon nè. Đó. Rất là chất lượng nhé. Đây. Rất là đẹp và chắc nha mọi người. Thì cây này dài sẽ là 1m8, nặng sẽ là 99g, đọt sẽ là 1.9. Và cái này cần lua thì độ cứng sẽ là tương đương với ML nha mọi người. Độ cứng cái này tương đương với ML. Thì cây này nó lua từ 3.5g đến 10.5g nha mọi người. Lua từ 3.5g đến 10.5g. Phôi ok nhé. Đó. Đẹp. Đây, tên của nó đây mọi người, Alpha Taco, không số lua. Cây được sản xuất tại Korea nha mọi người, được sản xuất tại Hàn Quốc. Cái này anh em về lua thì anh em có thể lua mấy con kiểm lá nè, mấy con cá hanh, cá cháp nè, rất ok nhé. Anh em có thể câu ngâm, có được sách đi câu ngâm, và anh em câu cá trắng, cá mì dinh, cá lăng, anh em ngồi trên bè câu rất im nha mọi người. Cần 1m8, phôi sẵn ngon lành, sạch sẽ. Rồi, giá công khai cái số 11, giá là 650k rồi, 650k cộng ship cái 11. Tiếp theo cây sổ cuối cùng, cây số 12. Thì cây số 12 lên cho người là một cây cần của hãng Daiwa, một cây mini pack. Đó, hàng Daiwa. Bát của cần sẽ là bát Fuji. Đó. Đây, cây Daiwa thì cây này cứng 20, dài 2m1 nhé. Cứng 20 và 21 thì chuyên về cho anh em nào để ba lô, sách đi du lịch nè, đó, câu quật, câu mấy con cá gần bờ, nên anh em có thể sử dụng cái này làm cần lua cũng được, rất là êm nhé. Hàng này được sản xuất tại Korea. Phôi là phôi carbon những người, phôi cần là phôi carbon. Phen cần sẽ là phen Fuji lõi xám. Đó. Cần thì bao lõi lầm cho anh em nha mọi người, bao lõi lầm. Sẵn nha mọi người. Phôi sẵn. Đây, tất cả các lóng đều ok hết nha. Bao giặt bể hết luôn. Thì cái này nặng là 128g. Đọt của nó sẽ là 1.6, độ cứng sẽ là 20. Đó. Đọt nó đây mọi người. Đó. Nguyên zin hết nhá. Phen ok. Đó. Rồi, giá công khai cây số 12, giá là 750k người, 750k cộng ship cây số 12. Đó, cái này còn núp chụp đi theo cần luôn. Rồi, đó tổng cộng là 12 cái cần lên cho mọi người hôm nay. Nếu mọi người ưng cái nào có thể chốt để là shop số điện thoại, shop tự động liên hệ với mọi người nhé. Rồi, cảm ơn mọi người.